thế gian hứa ban cho chúng ta đều mong manh phù phiếm. Chỉ mình Chúa Giêsu đấng đã hy sinh mạng sống để cứu độ chúng ta mới ban cho chúng ta sự bình an đích thực. Chúng ta chúc mừng Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa nói, ta sẽ phổ về các ngươi như người mẹ nâng niu con mình. Xin cho các mục tử trong hội thánh trở nên những sứ giả của bình an và hiệp nhất, biết nói những lời chữa trị như là tổn thương, biết thể hiện sự kính trọng hai nhân từ chiều sâu của đức tin và đức ái. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Francisco, xin cho những người cao tuổi là đại diện của cội nguồn và ký ức của một dân tộc biết dùng kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp người trẻ tìm về tương lai với niềm hy vọng và tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cùng cầu xin xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.